Sở dĩ là mình hôm nay mới cho ra mắt, tại vì mình mất cái thời gian để săn một cái bộ đồ, mà bộ đồ này thì nó khá là đặc biệt. Đấy, khoe cho anh em nha. Đó, đây đây các bạn ơi, nó cũng hòm hòm rồi các bạn. Còn săn cái này ở đâu thì cũng tiết lộ với các bạn luôn là bất kỳ map nào, map dã ngoại quái 5x thì các bạn sẽ nhặt được full 6x. Quái 6x thì các bạn sẽ nhặt được full 7x. Quái 7x thì các bạn sẽ nhặt được full 8x. Quái 8x thì các bạn sẽ nhặt được full 9x. Quái 9x thì các bạn sẽ không nhặt được full gì cả, tại vì không có full mấy x. Ok. Đó là trả lời chị, một số bạn chắc chắn sẽ hỏi. Thì đây, cái bộ đồ nó là cái bộ âm dương cấp 60. Đó, anh em nào liên tưởng đến cái thời FPT đúng không? Đó, đây. Và cái bộ thứ hai ấy là cái bộ thương dương. Cái bộ này nó khá là đặc biệt nhất trong các loại bộ. Nhá, ok. Đó, thế còn hôm nay sẽ đập full 6 thôi. Không không full 7, chơi full 6 thôi. Lúc nào hứng hứng thì lên full 7 sau. Cứ tu luyện rồi là úp đều đặn thôi các bạn. Thằng này hôm nay mình cầm chế độ và chế khá khá rồi đấy. Ok. Chào Thành Lương nhá, Đạt Phạm. Hello các bạn. Xem sơ qua các món này các bạn ơi. Đây mình đang chế được một món này. Đây, cái này là âm dương hộ phù này. Đấy, hai cái này là của võ đan. Nếu mà có hai cái trùng đeo vào quyết hai kia là ngon đấy. Đây là cái bộ thương dương, thì bộ này nó chiếm những slot sau đây này: đái này, giày, uyển, kiên, và nó thêm một cái nữa là mình cũng săn gì nhỉ, khuyên. Cái nào cũng có vũ khí nhá, vũ khí. Ok anh em. Đó thì hôm nay mình sẽ đập nó full này các bạn nhá, về để cập hit tâm pháp cái đã. Chưa lên tâm pháp. Tu thì hôm nay tu rồi. Các bạn để ý cái tu nhé, đừng có bỏ. Anh lại làm võ đang à? Anh làm từ đầu rồi, nhưng hôm nay anh mới cho nó hiện diện với anh em thôi. Tại vì mất thời gian để săn cái bộ này. Cái full này săn nó dễ thôi mà, chủ yếu là các bạn cắm mắt rồi là cài cái xóa rác ấy. Cài xóa, mất cái thời gian cài cái xóa rác. Xóa hết rác đi thì nó sẽ còn sót lại full thôi. Các bạn cứ cắm chai là được mà. Dễ lắm. Full càng cao thì nó càng khó, còn full 6x thì nó không khó lắm. Full càng thấp thì full nó càng dễ, đặc biệt là full 1x ấy. Các bạn đánh ở Vô Lượng Sơn, đánh Cao Sơn Bạch Viên hoặc Kiếm Cát ấy là có. Đây là quyển nộ này. Ok, thôi cứ cộng hết đi, 89, 90 rồi, không đủ 90. Rồi. Cái thời trang này là cái cốt em ơi. Em không tham gia những cái event đầu theo vơ ấy, hay là có những cái cốt, cốt ở trên fanpage ấy. Fanpage của thằng Tìm Kiếm 2 cũng có ấy. Thì nó mới có.